Chào mừng các bạn trở lại với GA Excel trong loạt bài 101 bài tập thực hành. Hôm nay mình hướng dẫn các bạn làm bài số 36, câu số 1, lương tháng bằng lương ngày nhân 26. Câu này đơn giản thôi ạ. Đây cột lương tháng đây các bạn bằng ở bên trái đây là lương ngày, các bạn nhân 26. Enter. Đấy các bạn sẽ giữ chuột trái các bạn kéo xuống ạ. Các bạn nháy chuột phải copy. Tương tự mình áp dụng cho các phòng, ở đây là phòng kinh doanh. Các bạn bôi đen nha, các bạn giữ chuột trái các bạn kéo xuống. Rồi các bạn ấn Enter. Hoặc các bạn có thể nháy chuột phải các bạn paste cũng được ạ. Thì ở đây mình bôi đen mình ấn Enter cũng được. Tương tự phòng kế toán thì các bạn copy. Ở dưới đây các bạn giữ chuột trái các bạn kéo xuống Enter. Tiếp theo lương lãnh thì bằng lương tháng trừ đi lương ngày nhân số ngày nghỉ. Ở đây thì các bạn bằng lương lãnh thì bằng gì ạ? Bằng lương tháng trừ đi lương ngày nhân với số ngày nghỉ. Đây cột F đây là cột số ngày nghỉ đấy ạ. Các bạn tích vào đây. Enter. Đấy, các bạn tích đúp nhá để kéo. Các bạn copy để cho các phòng ở đây là phòng kinh doanh. Đấy, các bạn bôi đen, các bạn enter xuống. Đấy, các bạn tương tự các bạn copy. Đấy, các bạn bôi đen. Các bạn enter. Câu số 3, lương kỳ 1 bằng 2/3 lương. Đấy, lương kỳ 1 tức là mình sẽ lãnh bằng 2/3 số lương lãnh đây. Lãnh trước đây. Thì các bạn tương tự các bạn bằng thôi ạ. Bằng 2/3 nhân với lương lãnh ở đây. Tức là lãnh 2/3 lương trước. Các bạn tích đúp. Đấy, các bạn copy. Các bạn bôi đen, giữ chuột trái và kéo xuống cho phòng kinh doanh ở đây. Enter. Tương tự các bạn copy. Các bạn giữ chuột trái kéo xuống. Enter. Ok, lương lãnh kỳ 2 thì bằng lương lãnh trừ lương kỳ 1 thì các bạn bằng đây lương lãnh trừ đi lương kỳ 1. Enter. Tương tự các bạn tích đúp vào đây. Các bạn copy cho các phòng kinh doanh này. Copy công thức cho phòng kế toán. Hoàn tất các ô tổng cộng. Ở đây mình có các ô tổng cộng ở đây. Thì các bạn chú ý là mình có, các bạn chú ý là tính hàm sum ấy, thì các bạn có thể bằng sum, các bạn gõ sum, ấn tab và các bạn bôi đen cột ở đây. Đấy, hoặc các bạn có thể phím tắt là các bạn bấm an và dấu bằng ạ. Đấy, an bằng luôn. Ở đây các bạn an và dấu bằng. Đấy, nó sẽ ra phím tắt của hàm sum. Tương tự phòng kinh doanh, các bạn an và bằng ạ. Đấy, các bạn có thể copy và các bạn kéo sang đây. Đây là các cách để mình tính tổng đây, các bạn tích đúp các bạn kiểm tra nhá. Đấy, nó bằng tổng rồi ạ. Tương tự ở đây các bạn cộng bằng an bằng. Đấy, các bạn có hoặc cách hai các bạn copy. Các bạn bôi đen hai cái cột này, các bạn ấn enter. Đấy, các bạn kiểm tra nhá, đúng một sum rồi. Sum rồi. Thứ hai là tổng cộng. Tổng cộng ở đây là bằng tổng của ba phòng đấy. À, tổng của ban giám đốc, phòng kinh doanh và phòng kế toán. Thì các bạn bằng sum. Tab. Đầu tiên là ô này, phẩy. Ô này là phòng kinh doanh, phẩy. Đây là ban giám đốc. Enter. Đấy, như vậy tổng cộng là từng này. Đấy, các bạn bôi đen sang cái. Tiếp theo là lãnh kỳ 1 và kỳ 2 ở đây. Ok. Thì để cho dễ nhìn thì các bạn format cell nhé. Các bạn có thể bôi đen hết ở đây. Đấy, các bạn format cell các bạn. Vào đây các bạn nháy phải vào đây các bạn kéo ra nó ra. Ok, dễ nhìn hơn ạ. Đây tổng cộng là 15.500.000. Đấy, kỳ 1 tổng lãnh là 10.000.000. Đấy, kỳ 2 là 5.000.000. Như vậy mình đã kết thúc bài học số 36. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ GA Excel.